sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ông thì tính khí hay thật thường lắm, khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày, ôi thật lắm lúc điên đầu. Cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Cái thằng cha Phát đi làm cái gì bị gia đình nhân quá dễ nhà nó bằng góc nhà này nữa bày đặt gia đình văn hóa. Đây nè, khu phố này, nhà này mới đúng tiêu chuẩn văn hóa. Gia đình văn hóa là đây. Tao cho đăng ký cái vụ này. Cái con đó đó hả? Cái tướng nó gì còn mắm, nó không bằng gốc của tôi nữa. Mà hớt cái miệng cái mẹ làm cái này, mẹ làm cái kia, thấy ghét lắm bà ơi. Còn chả đồ hói nữa. Đồ hói nào? Bà hỏi thăm ông xã tôi hả? Ông khỏe, ông khỏe. Ừ, cảm ơn nha. Bữa khác gặp nói chuyện ha. Đồ hối là hối. Đứng lại thằng kia. Cái gì vậy? Đứng lại. Đứng lại thằng kia. Trời đất ơi, loạn rồi. Giỡn vậy đó. Bà, trời ơi, nhà cửa giống như mới động đất vậy trời. Con gà ba. Còn có ông này nữa. Ăn uống vô tội vạ cơ kìa. Bóc tay vì sao văn quá rồi. Ây da, ông ăn ạ. Nó muốn đánh giấm lúc nào nó đánh giấm. Cái thằng ôn dịch này nè. Kệ em đi. Em thích uống kệ em trời. Nè chú Phúc. Ê, liên quan chuyện gì? Nè tôi nói chú nghe nha. Người lớn trong nhà phải làm gương cho mấy đứa nhỏ. Uống bia rượu không có tốt cho sức khỏe. Em thích uống thì kệ em. Chú muốn làm cho mấy đứa nhỏ. Trời ơi. Hộp cho em. Sao? Đã thấm hết chưa? Bà, tiêu chuẩn văn hóa gì đó, gia đình có liên quan tới mình đó ba. Trời đất ơi, sao không liên quan con? Đó, mình đã đăng ký rồi. Đây là một cái gia đình văn hóa, mình phải thực hiện đúng những tiêu chuẩn đã đề ra. Tất cả thành viên trong gia đình, ngay từ giờ phút này, ngay giờ này, tất cả phải thực hiện đúng tiêu chuẩn ba đã đưa ra. Hoặc là theo tiêu chuẩn người ta. Để cho mình làm một cái gia đình văn hóa nhất khu phố. Con hiểu không? Đó, bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ con. Con là thứ hai, nha Hạnh. Phải thực hiện đúng tiêu chuẩn ra đề ra. Không được đánh giấm bừa bãi, nhớ không? Cái gì vậy? Trời đất ơi, mới nói nữa làm liền. Cảm tự nhiên ba nhắc làm chi, cái nó nhột nhột ra luôn. Gia đình văn hóa cái gì? Ủa? Đó, chạy vậy cho mẹ ẵm, cho mẹ ẵm. Ở dưới nhà có chuyện gì mà ồn quá, con bồng cô bo vô nó khóc quá trời khóc luôn. Đưa giỏ cho mẹ. Bà con tới này nè. Đói bụng, chào mẹ chi nha. Bà nội vô pha sữa con uống. Bà nội vô pha sữa cho con uống. Mẹ ơi, vậy con về luôn nha mẹ. Ôi thơ hay quá không? Đó, tôi còn 400 like á. Thôi chứ đâu phải cái tàu lao gì đâu mà ai muốn làm. Đúng rồi, mà 400 like là dữ lắm đó nha. Vậy mới ghê chứ. Gì hai đứa nói thơ gì vậy? Ủa thím. Dạ thím. Dạ thơ này thím. Dạ thơ. Hay. 400 like. 400 like không biết có hát không nữa mà nhiều quá trời luôn. Thu của ngày xưa hả? Dạ. Rồi để thím đọc thử. Thím đọc thử coi biết của ai không? Hay lắm. Thơ gì mà dở ẹt vậy? Trời, chúng ta cảm thấy mắc cười ghê luôn. Có nghĩ sao mà viết được bài thơ vậy mà được 400 like. Mấy cái người mà like cái này là không hiểu biết một chút gì về thơ hết. Hoặc là thím bảo đảm là hát like. Không biết không? Chứ làm sao mà ở cái bài thơ dở ẹt vậy mà 400 like. Thím mà làm là phải 1 triệu like. Em làm được bài thơ 1 triệu like luôn hả Kim Chi? Ừ.
Chào chị. Chào cưng. Đang nói về cái bài thơ này chị, không có hay chút nào hết trơn mà nghĩ sao được 400 like trên Facebook. Cảm ơn em nha, bài thơ đó của chị á. Ồ. Ờ, Facebook chị nè. À, thì ra là thơ của chị à. Ừ, thơ của chị. Ý da, nếu như mà nói như là Kim Chi vậy là em làm thơ hay lắm á. 1 triệu like là nhiều lắm đó em. 1 triệu thì có thể là chưa được. Nhưng mà 1.000 thì là chắc chắn, tất nhiên rồi chị. Wow. Ok, nếu như vậy thì chị sẽ chờ bài thơ của em đăng lên trên Facebook. 500 like thôi, chỉ cần hơn chị 100 like thôi thì em rất giỏi. Ok. Nha bé cưng nha, chị chờ em đó. Tôi về nè bà. Bà Hiên, làm cái gì vậy? Làm gì mà hí hửng? Diễn đàn thơ văn. Ủa, bà tính làm thơ hả? Ừ. Bà Hoàng Anh á hả, bà dám chơi tôi á hả là không biết làm thơ. Lần này tôi phải sáng tác ra 1 bài thơ 1.000 like cho bà biết mặt mới được. Nhưng mà để đề phòng rủi ro, trước khi mà post lên Facebook á, tôi phải post lên trên chỗ này trước đã, để cho mọi người góp ý cho tôi, hiểu không? Xong rồi nếu mà được mọi người góp ý xong á, mà quá xuất sắc rồi thì tôi mới post lên Facebook. À vậy hả? Ừ. Bài thơ đầu tiên của tôi có tên là Chiều Thu Khói Bay. Wow, nghe cái tên mà thấy lãng mạn, thơ mộng dữ vậy hả ta? Ừ, bà đọc thử coi. Đọc cho tôi coi nhé. Chiều thu, chiều thu bụi bay mịt mù, kẹt xe cứng ngắc đắng lòng hết xăng. Thế sao? À, cho tôi đi vệ sinh, tôi rửa tay rửa mặt cái tại đi về bụi quá. Xong rồi nói chuyện tiếp nha. Ê, có người comment đầu tiên rồi nè. Ừ vậy hả? Nè nè, đọc chung với tôi đi nè, để coi người ta comment cái gì nha. Tôi đi vệ sinh nha. Đây là diễn đàn thơ đó chị hai. Thôi con cóc làm ơn đi ra chỗ khác. Làm sao? Cái đồ không biết thưởng thức thơ văn, đúng là không có trình độ. Đợi những người có trình độ vô comment khác. Cái gì? Tôi đang đọc thơ hay là đang nghe văn diễn cảnh vậy? Làm sao? Bài thơ mà không thấy lãng mạn gì hết, chỉ thấy ngứa lỗ tai thôi à? Hả? Cái này mà gọi là thơ hả Thêm? Trời ơi, tôi mới ăn sáng xong bây giờ đọc xong bài thơ này tôi muốn ói luôn đó cô ơi. Trời ơi, cái thơ này thơ của chuối chấm muối. Thơ với trà thận đồ dở hơi. Không tin đó là thơ luôn đó trời. Bà ơi, bà có thù với thơ không vậy? Ôi trời ơi, kinh vãi. Cô dì ơi, bỏ làm thơ đi bán cá đi. Thiệt tình, đứa nào trả đĩa bài cho bà đi. Không được, mình không thể nào chịu thêm bất cứ tổn thương nào như vậy được. Càng đọc càng sẽ càng thấy tổn thương. Nhưng mà không sao, lỡ tổn thương rồi có tổn thương thêm một chút nữa cũng đâu có sao đâu. Mình phải đọc mình mới tiến bộ được chứ. Rất có tiềm năng. Bài thơ nếu muốn hoàn hảo hơn thì xin liên hệ với nhà thơ Hàng Thư Sinh. Số điện thoại. Diệu Hiền ơi, Diệu Hiền. À, đây. Đọc thơ nữa hả? Cuối cùng á, cũng có người biết thưởng thức bài thơ của tôi rồi. Chỉ có những người đủ trình độ như ảnh mới có thể thưởng thức được cái nét thơ văn ở trong con người tôi. Thôi nè, bà đọc đi. Nè ha bà. Ừ. Ai đâu? Hàng Thư Sinh là nhà thơ nổi tiếng đó. Bà ơi, có khi nào bà coi kỹ đi, coi chừng là bị lừa đó. Nói làm sao bị lừa được. Nè, nhà thơ Hàng Thư Sinh ảnh nổi tiếng lắm. Tôi thấy rõ ràng là trong phòng bà cũng có mấy tập thơ của ảnh mà. Bà không nhớ hả? Ờ, đúng rồi, tôi cũng có mấy tập thơ của ảnh. Nhưng mà coi chừng nick ảo đó. Không nè, thì ảnh còn đưa tôi số điện thoại nữa nè. Thiệt nè bà ơi. Trời ơi, cuối cùng thì ước mơ của tôi cũng sắp thành hiện thực. 1 bài thơ 1.000 like của tôi.
đất ơi, ăn uống kiểu này gia đình văn hóa sao được. Gia đình văn hóa đâu? Tập hợp dọn vệ sinh nhà cửa. Trời đất ơi. Ba ơi ba. Ba ơi, chú muốn làm bể bình bông của ba nè ba ơi. Cái gì? Ba. Cái gì vậy? Cái gì vậy con? Ba ơi ba. Ba nhìn nè. Chú muốn làm bể bình bông của ba rồi kìa. Trời đất ơi. Bể cái vòng bông của tôi rồi. Dạ không phải đó ba, tại vì con leo lên cái con cái chân con quơ trúng nó rớt xuống nó bể. Chú Phúc, chú có biết chú bậy lắm không? Cái chậu hoa này á là ba cưng nó lắm, ngày nào ba cũng tưới nước cho nó, bắt từng con sâu rồi hả nhổ những cái cỏ dại này ha, rồi còn tỉa tót rất là nắng nót nữa. Chú tự nhiên giờ làm bể như vậy, còn cái chậu chú biết không, mấy chục năm rồi, ba kỷ niệm biết bao nhiêu ở trong đó. Ba chú kỳ ghê á, đã vậy á còn làm gương xấu cho mấy đứa nhỏ nữa, còn leo rào vô nữa. Kỳ ghê. Sao vậy con? Sao con về trễ vậy hả Phúc, rồi còn làm bể cái chậu bông của ba nữa hả? Còn con nữa, sau này có cái chuyện gì xảy ra đó, con cũng nhẹ nhàng nói thôi, là được làm kinh động hàng xóm nha con. Dù gì gia đình mình cũng phải ráng giữ nề nếp lập gia đình văn hóa tiêu chuẩn con nghe. Ba. Ừ. Hôm nay ba có bị gì không ba? Không, ba thích gì nhẹ nhàng. Ba trúng gió gì không ba? Bay. Không có, ba bình thường. Ba ơi, ba có cần đi khám không để con? Cái gì vậy? Gia đình văn hóa bệnh là khám, nhưng mà cái này không có gì ầm ĩ cả. Gia đình văn hóa tập hợp. Trời ơi, cái gì vậy ba? Gì vậy ba? Mới sáng sớm mà tập hợp gì ba? Nè ngủ. Gì vậy? Sao vậy ba? Trời đất ơi, cái gia đình văn hóa một trong những tiêu chuẩn đó là gì? Là phải có lối sống lành mạnh. Do đó, kể từ hôm nay, từng thành viên trong gia đình sáng phải chạy bộ, tập thể dục, nghe chưa? Dạ. Chuẩn bị. Ê, quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm đạt mạnh lên, mạnh lên. Quyết tâm đạt gia đình văn hóa. Quyết tâm. Con xin lỗi chú. Lỡ rồi xin lỗi làm chi? Đụng nhau có biết duyên gì hay không? Anh là... chú là Hàng Thư Sinh. Chính là tôi đây. Cô có thể mời tôi ly nước được không? Dạ. Mày bắt giữ làm gì? Chú nào bị bắt? Anh đang làm gì vậy? Đứng yên. Nghe đọc đi. Để theo tiêu chuẩn gia đình văn hóa, nay quyết định tử hình toàn bộ game của Nguyễn Đức Phúc vì bị xếp vào hàng văn hóa phẩm độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, thời gian và tiền điện của gia đình. Thi anh, con phản đối, con phản đối. Mọi người nói anh bây giờ có thể làm một cái tấm ảnh chưa ta? Đừng ra, qua đi. Anh hai là buông ra, không được, buông ra. Im, không được,
con biết tay chú nhà mà. Cô là có tiềm năng nhưng mà thiếu cái trải nghiệm, nghe không? Thơ phải có những cái câu chữ ước lệ, cái thơ gì mà toàn là câu chữ bụi bặm khói bụi không vậy? Dạ, con sẽ ghi nhận. Đúng rồi, cô muốn làm thơ về mùa thu đúng không? Dạ. Mùa thu thì phải có lá rơi, có nắng vàng, có tình yêu. Chứ mùa thu cô sao mà nó trần tục quá vậy? Nè, yêu nhau mùa thu nó khác nhau yêu nhau mùa xuân, mùa hạ và mùa đông lắm nha cô. Dạ. Trời đất ơi, cô thiếu trải nghiệm mà, quá non nớt. Phải đi nhiều hơn, phải cảm nhận cái thế giới nhiều hơn, nghe chưa? Dạ. Dạ hoài mà có hiểu chưa? Ừ, không hiểu. Tới giờ giải trí với thú vui tao nhã rồi. Nào đã biến cái thú vui tao nhã của tao thành phim ma vậy? Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa cho nên con đã khai tử những thú vui tao nhã của ba. Vì sao? Vì nó được xếp vô hàng văn hóa đồi truyện. Yeah! Mày hả? Mày làm phải không? Mày Dạ thưa ba, theo tiêu chí của gia đình văn hóa là ba không nên gọi con mình là mày tao, như vậy sẽ không tốt cho tiêu chí gia đình văn hóa. Yeah! À, Phúc con nói đúng rồi đó. Ba sai, ba sẽ sửa. Tất cả nghe lời Phúc nói nha. Dạ. Ôi, đôi môi ba chín chín thật là dễ thương. Con cảm ơn ba. Cảm ơn các con. Yeah! Tôi về Kim Chi ơi. Bà về rồi hả? Ờ. Giờ tôi đi nha. Ủa bà đi đâu vậy? Ủa mà bà gặp nhà thơ Hàn Thư Sinh sao rồi? Tôi đã gặp nhà thơ Hàn Thư Sinh rồi. Chú đúng là một người từng trải và giàu kinh nghiệm. Nhờ những góp ý của chú nha, mà bây giờ tôi đã cảm nhận được sự lãng mạn của thơ ca. Vậy hả? Ừ. Bây giờ hả, trí tưởng tượng của tôi rất là phong phú. Tôi có thể sáng tác ra những cái cảm xúc rất là dạt dào trong tâm hồn. Đây, cho bà coi bài thơ mới của tôi nè. Đâu? Ủa sao có một chữ thu thôi vậy? Ừ, chỉ có một chữ thu thôi. Cái này là tựa đề. Tựa đề của bài thơ đúng không? Chỉ đúng một chữ thôi. Một chữ nó mới xúc tích và gợi nên những trí tưởng tượng cho người đọc, đúng không? Chứ ai mà như cái tựa dài dòng sến xuống của bà Hoàng Anh gì thu của những ngày xưa. Trời ơi, rất là tầm thường. Cái này người ta gọi là đỉnh cao của thơ ca. Ôi vậy hả? Ừ, trời ơi, nói chung là nhờ nhà thơ Hàn Thư Sinh á mà bây giờ tôi giống như là được khai phá bản thân vậy đó. Như là đến một miền đất mới, miền trời mới. À, nói mới nhớ. Bây giờ tôi phải cùng đi với chú nè để trải nghiệm thơ ca để mới có thể sáng tác được nội dung của bài thu này. Tôi đi nha. Ôi, nhưng mà khoan, bà đi trải nghiệm ở đâu? Tôi cũng chưa biết nữa. Sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ngon. Ê. Dạ. Con định làm gì vậy? Nêm thêm mà. Mẹ nêm vừa ăn rồi. Không, con thấy nó hơi lạc á, mình thêm một chút xíu muối nữa cho nó vừa. Tôi đã nói là vừa rồi.
Mẹ nêm nếm ngon hơn con cho nên mẹ cứ nêm nha mẹ. À, dễ thương. Dễ mới được. Đi lại thằng đó. Ô, ô, ô. Anh hai này, lấy ly đã uống uống uống. Ừ, cái ly lấy cái đá cho em nè. Cái ly. Dạ. Ê, tại chai nước ngọt á mà Mẫn thích quá, con tính xuống bỏ thêm đường vô cho nó uống đỡ lạ cái nội. À đúng rồi nội, tụi con chia sẻ nhau nước ngọt uống á nội. Không ơi, mình bỏ sữa vô cái mình làm coca sữa luôn nội. Dành nhau đi làm cho người kia phải không? Dạ. Gì? Gia đình hạnh phúc á nội. Bỏ đường vô nha Mẫn. Ừ. Đừng quá học quá. Mẹ ơi, cái này nó mặn. Lạ lắm thì sao không tính để tôi nấu là để chị đi quyên đó. Chứ không thể nào, gì nó rất là lạ. Không được. Hạnh, con đang làm gì đó con? Dạ thưa ba, con đang tập thiền để chống đánh rắm. Ô, quá hay. Vậy là cứ thế mà phát huy con nha. Trời ơi, mới nói người ta làm đi. Đăng quỷ. Trời ơi, người ta đang tập mà quýnh người ta ư hơi. Đăng quỷ. Dạ, đừng lại. Mẹ, đổ đi, em muốn gì nữa? Đứng lại. Đứng lại. Tôi đã đến đêm rồi, bây giờ đêm rồi. Đứng lại. Mày đánh. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì vậy? Nói mẹ nè, con cứ nói mẹ là phải nên. Đứng lại cả. Mày. Tất cả gia đình văn hóa là vậy sao? Im lặng. Trời ơi, im lặng anh mày con. Càng quá. Trời ơi, con đã nói gì vậy? Đi đâu mà? Nhưng mà đây đâu phải lúc vui đâu. Đừng có lúc cái gì vậy? Trời đất ơi. Nghe ai? Hướng ai? Ủa? Ông tới đây chi vậy? Xin trân trọng thông báo với ông, tôi vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng khu phố tạm thời để thay thế cho tổ trưởng tiền nhiệm ăn bánh dày nuốt phải cái răng giả phải nhập viện để điều trị. Hôm nay tôi tới đây để kiểm tra coi gia đình ông có đủ tiêu chuẩn để nhận gia đình văn hóa chưa. Nghe, đi vô làm việc. Xin ra vô làm việc ơi. Không, vậy dạ, tôi nói như vậy. À, bây giờ trễ rồi, thôi để mai mốt kiểm tra ha. Trễ cái gì? Người làm việc có trách nhiệm như tôi á, làm việc cho nó hết giờ. Nghe, giờ này là chưa có gì phải trễ. Đi, vô làm việc thôi. À, dưới là tụi ông nói ông về nè. Bữa nay cái nhà nó xấu, nó kiên cái vụ kiểm tra. À, ra bữa khác tới, giùm ha. Năn nỉ. Mê tín dị đoan. Tiêu chuẩn gia đình văn hóa là không được mê tín dị đoan, nghe rõ chưa? Thôi mà. Nha, xích ra đi, xích ra. Cha điên kia làm gì vậy? Trả cái điện thoại đây. Cha điên. Chú. Nhưng mình đi đăng đâu, đi đâu vậy chú? Đi trải nghiệm. Trải nghiệm nhưng mà là đi đâu? Đi theo tôi, mùa thu là phải có lá bài. Giờ đi. Chú, con ngồi ở đây con hả? Con đợi từ hồi chiều tới giờ mà không có thấy chiếc lá nào rơi hết, sao vậy chú? Trời ơi, thì mình làm cho lá nó rơi, kiếm cái gì làm cho lá nó rơi. Làm cho lá rơi. Vì bài thơ 1000 like. Nè, làm cái gì đó? Dạ, con em. Chú đi đâu chú bỏ con vậy chú? Bỏ con vậy? Cho nên chú ơi, người ta giết kịp rồi kìa. Chưa phải rồi chứ. Tôi nấu ăn trong gia đình này mấy chục năm nay mà hễ làm trước gì là cô nấy. Mẹ mới làm cái này, mẹ mới làm cái kia. Vậy cô nấu đi, tôi không thèm nấu nữa. Dâu cô gì mà nói một mà cãi số 10. Mẹ ơi, con đâu có ý gì đâu. Thì con thấy lạc thì con nói mẹ nêm thêm muối thôi chứ con. Đó, nêm đi, cái đồ xanh nó dục luôn đó.
Muốn bậy muốn bậy hết rồi trời ơi. Mẹ làm như vậy hoài. Ông bà cái gì vậy ba? Ông bị gì á? Cả nhà ơi, tôi gì cả nhà? Anh ơi. Dạ. Đem cái này trả cho ông cháu. Tôi đã hy sinh trong... Chú ơi. Hả? Con nghĩ là bây giờ mà trời cũng tối quá rồi, hay mình đi về đi rồi ngày mai mình tìm cảm hứng sáng tác tiếp. Chứ bây giờ tối quá có thấy cái gì đâu mà cần. Bóng tối là nơi sinh sôi nảy nở có nhiều cuộc tình. Chẳng lẽ là cô không muốn làm thơ về tình yêu sao? Dạ con muốn. Nhưng mà cảm hứng ở đâu chú? Ê! Hai người kia! Hai người nữa ha! Nữa rồi kìa chú ơi, mình chạy nó đi chú ơi, nhanh chú ơi. Trời ơi, sáng giờ chưa góp nhặt được miếng tình nào hết trơn á mà toàn phải bỏ chạy không à chú ơi. Không sao, vì bài thơ ngàn like cho bà quản biết mặt. Mày cố lên Kim Chi, cố lên chú ơi, nhanh lên, cố lên, mình chạy nhanh lên nè chú. Đây là cái tòa nhà tôi ở đó, tôi giới thiệu cô nè. Ông Hoàng Thị Sinh, ông về nào vậy? Người quen của chú hả? Nghĩa ơi, dạ, chào anh. Dạ mời vô, dạ mời vô. Là gì? Tất cả vô vị trí. Ông vô, à, mời anh, mời anh. Dạ, dạ. Xin lỗi. À, tôi muốn cho thơm tho cái phòng. Lúc nào cũng phải xịt phòng nó cho nó thơm. Anh hai ăn không? Cái miếng này ngon lắm nè. Thôi. Anh em nó thương nhau quá ha. Đúng nhau không? Có mồm hai ha. Em bị dính miệng kìa. Ừ hả? Thương quá. Ngoan lắm. Trời ơi, tí ghét. Nè, anh xem. Anh nhìn đâu vậy? Dễ thương lắm đó. Ăn cơm phải đút nhau vậy đó mới chịu. Đứa này bệnh là đứa kia bỏ ăn luôn đó. Mặn lắm không? Không mặn lắm anh hai. Ờ, dễ thương kìa. Cảm ơn hai nhiều nha. Nè, hai đứa ăn xong á con. Là lên chơi game đi nha, chơi game cho nội buổi đi học hoài à. Đúng rồi nội. Cũng lười lắm nội ơi, suốt ngày bắt chơi game hoài à. Học bài không cho. Dạ đúng rồi, bài nhiều lắm nội ơi. Thấy không, lo học. Không biết game là gì luôn. Hay quá. Không chơi hoài luôn không? Thôi mình đi lên học đi anh ơi. Con học đi nội. Ừ. Thấy không, tới giờ học là phải đi bỏ luôn ăn. Dạ. Chào giỏi. Chào ông. Chào nội. Con chào bà nội. Ừ. Con chào mẹ. Ừ giỏi. Con xin phép con lên học trước à. Rồi con lên đi. Dạ thưa bác Châu mới tới. Dạ anh Châu ơi. Chào con, con mới nấu xong canh nè. Mẹ nếm thử giùm con coi dừa không mẹ? Đi ra mày, mày nấu thử coi. Dạ. Không dừa mà vẫn có dừa. Nè. Nấu thì hơi lạc đó. Nhưng mà mẹ biết là con muốn tốt cho sức khỏe mọi người. Nó ăn lạc thì nó rất là tốt. Dạ con cảm ơn mẹ hiểu con. Thương mẹ. Dạ anh chào bác Châu. Bác Châu mới qua chơi. Dạ. Bác cũng khỏe, thấy sức khỏe bác ngon không? Dạ. Ô giờ này mà còn tập thể dục nữa hả? Dạ con rảnh khúc nào còn tập lúc đó để nâng cao sức khỏe bác Châu. À hay quá. Dạ. Thứ ba đi tập cho ba. Tập bác nữa Châu à? Đi tập. Dạ. Tập hoài vậy hả con? Dạ tập để nâng cao sức khỏe ba ơi. Nghỉ ngơi chú không chịu hả? Dạ không ba.
Thúy thương lắm. Dạ thưa mẹ em đi tập. Ừ. Dạ thưa chị hai em đi tập. Em chồng đi tập thể dục vui vẻ nha. Dạ chị hai. Ừ. Thương. Dạ con đi cho bác. Ê! Cái gì á? À, tại cái thói quen nó tập nó phải la lên cho nó thoát hơi. Gì nó la lớn xin lỗi anh Nhiên. Thằng con lớn của tôi. Dạ. Chú chào bác Châu. Để nói đầu tiên con gửi bác Châu là chú sức khỏe với lời chào trân trọng nhất ạ. Ủa anh nó làm gì không biết? Dạ nó vừa thiền đó anh. Dạ. Dạ. Anh xem nè. Tôi mới đập cái này cái con mũi. À vậy hả? À. Xin lỗi. Cho nó thơm tháng phòng. Dạ. Dạ đúng mà. Gia đình của con lúc nào cũng có mùi hương thơm ngát. Anh Châu, anh thấy gia đình tôi thì sao anh Châu? Ừ thì với cái việc mà chăm sóc của gái Năm thì gia đình là tôm tắt sạch sẽ đẹp đẽ quá. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Dễ thương lúc gia đình. Mời anh tham quan đi. Mời dạ, dạ, anh xuống dạ, tham dạ, quan dạ, làm sao? Dạ. Đang tập yoga. Hồi trước anh tập qua đầu được, em phụ anh để qua đầu cho ông nể. Để qua đầu rồi một hồi lưng trong nhà nữa. Ủa chú, con thấy trên này đâu có cái gì đâu mà để truyền cảm hứng sáng tác chú. Anh tỉnh. Dạ thôi. Mình leo lên đây làm chi cho cao rồi chú, lỡ mà té xuống dưới là coi như tiêu luôn á. Cái cảm giác mà trôi trong gió đó, nó là đỉnh cao của nghệ thuật đó cháu. Nhảy đi, nhảy. Chú. Nhảy vô đi, nhảy đi. Chú, con mà nhảy xuống dưới là coi như là con sang thế giới bên kia làm thơ luôn á. Đúng, qua thế giới bên kia con sẽ trở thành đại văn hào con, nhảy đi. Hả? Nhảy cũng may á là có anh hàng xóm này phát hiện giùm á, mấy bữa nay là ổng trốn á. Thôi mình đưa chú về điều trị đi. Cô ơi, còn bài thơ 1000 like của tôi tính sao đây? Nhà thơ Hàng Thư Sinh với lại viết một bài cảm nhận về một ngày trải nghiệm bên cạnh nhà thơ điên. Quá trời like luôn nè, sao hay quá vậy bà? Trời ơi, bà còn nhìn đi nha, rất là nhiều người comment ở dưới họ ganh tị với tôi, ai cũng muốn là được chụp hình chung với chú với lại được một ngày trải nghiệm bên cạnh chú nhà thơ điên á. Trời
ơi, sướng quá ta. Tuy tôi không có được một bài thơ ngàn like, nhưng mà cuối cùng tôi đã có được một status 8.000 like, gấp mấy chục lần cái bài thơ của bà Hoàng Anh luôn. Ê, tôi vui quá à. Bà nghĩ coi, bây giờ tôi có nên chuyển hướng qua viết tiểu thuyết không ta? Tại vì tôi cảm thấy là hình như tôi có năng khiếu về cái mảng này hơn á. Tôi đi vệ sinh cái. Ăn đi, tối ngày cứ cắm đầu vào điện thoại hoài. À, tôi có đang tìm Yumi đó. Tìm làm cái gì? Nhưng mà bây giờ đó là bạn của con mà. Chú không cho con tìm hả? Sao chú sống ích kỷ quá vậy? Bây giờ ai mẹ con người ta không biết là sống chết ra sao nữa. Mà bây giờ chú sống vô tâm quá. Thôi mà Minh, chú sống chú biết một mình chú thôi à? Không có gì nữa đâu. Đón xem tập 174 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 16 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7. Sữa đậu nành Famicasi, ngon sánh mịn, chắc khỏe xương. Ngày mai ra sao chúng ta vẫn mãi bên nhau. Dù gian lao nhưng gia đình ta vẫn luôn yêu thương nhau. We can fly, fly to the sky. We can fly so high. Gia đình là số 1. 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 Hey.